Xin chào các bạn, mình là My, bác sĩ điều trị của Bệnh viện Thú y Kinh Bắc. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề đấy là cách tẩy giun sán đúng cách và đúng liệu trình. Thì cái việc tẩy giun sán nó là một cái công là một cái việc rất là cần thiết trong việc nuôi chó mèo. Nó vừa đảm bảo sức khỏe của thú cưng mà vừa đảm bảo sức khỏe của chủ vật nuôi nữa. Bởi vì là việc chó mèo có nhiều giun sán thì nó sẽ đào thải rất nhiều cái trứng giun, trứng sán ra ngoài môi trường và có thể chúng ta sẽ ăn phải, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em cũng như là chủ vật nuôi. Thì cách bổ sung giun sán như thế nào, thuốc tẩy giun như thế nào là hợp lý với chó con? Đầu tiên mình hướng dẫn ở chó con trước. Thì khi đẻ ra bắt đầu khoảng tầm sớm nhất là 15 ngày, còn muộn thì khoảng tầm 1 tháng là chúng ta đã phải tẩy giun rồi. Tẩy giun sau đấy thì cứ định kỳ là khoảng tầm 2 tháng. 2 tháng là các bạn sẽ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng là các bạn tẩy giun một lần. Cái giai đoạn sớm mà dưới 1 tháng mà các bạn tẩy thì các bạn có thể tẩy bằng các loại giun, thuốc giun nước. Còn trên 1 tháng thì có thể tẩy bằng các loại thuốc giun viên để tẩy cả sán cả giun tròn được rồi. Còn với chó chó mẹ chửa thì nếu bạn có chủ đích là muốn nuôi để sinh sản thì trước khi cho phối giống khoảng tầm 2 tuần các bạn cho tẩy giun sạch sẽ đi. Sau đấy thì khi mà trong thời kỳ mang thai thì mình không tẩy, và sau khi đẻ xong đến lúc nào tẩy giun chó con thì mình tẩy giun chó mẹ. Đấy là cách tẩy giun với chó chửa. Còn với chẳng hạn các bạn không biết là nó chửa mà trước đấy bạn lâu rồi bạn chưa tẩy giun mà bạn muốn tẩy giun trong thời kỳ mang thai thì các bạn cũng phải lưu ý là thai kỳ được khoảng tầm 50 ngày các bạn hãng tẩy, và tẩy với cái những mua những dòng thuốc mà an toàn với chó đang mang thai. Đấy là những cái lưu ý. Còn cái cách để phòng giun sán thì chúng ta chỉ thực ra thì cái việc tẩy giun nó cũng khá là hữu hiệu trong cái việc phòng giun sán rồi. Thế nên là cái việc đồ ăn thức uống của chúng nó thì chúng ta chỉ đảm bảo bát đĩa sạch sẽ và hạn chế là tiếp xúc với lại bùn đất các thứ nhiều thì nó sẽ đỡ được giun sán thôi. Thì trên đây là những cái chia sẻ của mình về cái cách lịch tẩy phòng giun sán. Hy vọng là những cái chia sẻ của mình có ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn.